Xin chào bà con, hôm nay em thèm đậu xanh nên em mua 300 g đậu xanh về để em nấu chè táo sọn. Bây giờ em vô em rửa xong rồi em ngâm. Giờ em rửa đậu cho sạch để ba mấy cái bụi nó bám vô đậu. Đậu này em ngâm được 2 tiếng rồi, giờ em đi hấp. Nước sôi là em bỏ miếng lá dứa để cho hấp nó thơm nè. Để nó sửng luôn. Cho đậu xanh vào. Xanh nữa nha. Em phết 3 lỗ để cho hơi nó lên đó. Đậu xanh nó mau chín. Em hấp khoảng 15-20 phút đi là nó xanh chín à. Rồi giờ em đậy nắp lại. Giờ em cân đường ra 300 g đường để ngồi mình nấu chè. Rồi. Giờ em cân 120 g một năng. Bịch này thiếu rồi, em cắt thêm một năng. Rồi xong. Em pha 200 ml nước để ngồi pha chung với bột năng để em nấu chè. Em nấu chè 300 g đậu á thì em nấu 1,5 lít nước. 3 ly này á là 1,5 lít nước. Đậu sắp chín rồi, giờ em bắt nồi nước lên để em nấu chè. Đậu chín rồi. Để em vớt đậu ra để nguội. Em hấp được 20 phút rồi đó. Nước sôi rồi em bỏ lá dứa vô cho thơm. Em cho 300 g đường phèn vào. Em pha bột năng để hồi em nấu chè nè. Em cho từ từ vào, em phấy đều lên. Giờ em vớt lá dứa ra. Rồi em phấy bột năng vô. Khi mà bỏ bột năng vào á, cô chú anh chị nhớ dặn lửa nhỏ lại nha. Để dặn vừa lửa lớn là nó bị ốc trâu á.
bỏ chế từ từ bột năng vô, cái khuấy đều đều nè, khuấy từ từ để không mà nó bị ốc trâu, khuấy từ 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 từ. Khuấy nhẹ 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 để cho bột năng nó sánh mịn lại khoảng 2-3 phút đi, rồi bỏ đậu xanh vào. Giờ bột năng đã chín rồi với nước nó trong lại nè, giờ em bỏ đậu xanh vô. Bỏ vô từ từ thôi, mình bỏ đậu tới đâu á mình quậy đến đó nè, nó mới đều, chứ không là đậu nó bị quất cục lại á. Rồi giờ em cho tiếp vào. Rồi em quậy đều lên tiếp nữa. Rồi cứ tiếp em cho hết đậu vào luôn. Chè đã hoàn thành rồi, giờ em dằn vô một chút muối á để cho nó vừa cái độ ngọt lại. Rồi bây giờ em thắng nước cốt dừa. Giờ em thắng nước cốt. Em cho vô một chút muối. Chút đường cho nước cốt nó hơi hơi ngọt ngọt, tại nước cốt nó cũng béo rồi, cho chút đường thôi. Rồi em mở lửa nhỏ nha, thấy đều lên. Giờ em cho bột năng vào. Rồi nước cốt xong rồi, giờ em tắt. Ở đây là nơi học của ba đứa con mình nè cả nhà. Đó, ba anh em thì ba cái chỗ học tập khác nhau nè. Đó, người một cái. Con trai mà hay bời bộn lắm. Đó. Tao mùi lấy dứa rồi nè. Đúng rồi. Tao mùi lấy dứa. Ok rồi, để đỡ. Hôm nay ông xã mình đó, cũng quay không được ăn. Tại ông xã mình đó, không có thích ăn ngọt. Cho nên hôm nay ông dòm mẹ của mình với mình và hai đứa con mình ăn.
cắn vô nó sột sột nghe không? Đã rồi nè. Cái chè này như cái cách nấu nó cũng tự tự giống chè bưởi không mẹ? Ừ. Đúng không? Chè bưởi thì mình bỏ thêm mấy cái ruột vỏ bưởi nữa phải không? Chè bưởi thì nấu lâu hơn chút. Nấu chè này nấu nhanh. Trời ơi, coi con trai Út của mình nó ăn này cả nhà. Định ăn luôn cái không? Định ăn luôn cái chén luôn là sao vậy? Ăn luôn chén hả? Ăn cái chén hả? Ngon hay sao con? Ngon quá hả? Như anh nghe là chè hoa cao á. Hoa cao nữa, đúng rồi. Hoa cao. Con nghe có người gọi là hoa cao nữa. Ta nấu một tháng đi thì cũng ngon. Chè em đổ nước cho con. Chút đi. Uống nước hả? Nha. Chút nước ăn xong mình uống luôn. Video đến đây Hoàng Trinh xin phép được kết thúc. Cảm ơn cô chú các anh chị đã bỏ thời gian quý báu ra để xem clip của em. Một lần nữa em xin cảm ơn và xin nếu xem có thấy hay thì hãy cho em một like, chia sẻ và nhớ đăng ký cái chuông nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye cô chú. Bye bye.